Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đấng thi hành sự công bình, nương trên Kinh Thánh, Giê-rê-mi chương 47, câu 1 đến câu 7. Này là lời từ Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về người Philistine trước khi Pha-rô-ôn chưa đánh Gaza. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Kìa, những luồng sóng từ phương Bắc nhảy lên sẽ trở nên sông vỡ bờ, sẽ làm ngập đất và mọi vật ở đất, ngập thành và dân cư ở đó. Người ta đều cất tiếng kêu, hết thảy dân cư trong đất đều than thở. Nghe tiếng vó ngựa và tiếng xe cộ ầm ạt, bánh xe rầm rầm, thì kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối. Ấy là đến ngày diệt hết dân Philistin và cất khỏi Tyre và Sidon những kẻ còn lại giúp nó. Vì Đức Giê-hô-va sẽ diệt dân Philistin, tức những kẻ còn sót lại ở Cù Lao Cáp-tô. Gaza đã trở nên trọc trọi, Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không. Các ngươi tự cắt thịt mình cho đến bao giờ? Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày thôi đi, ở cho yên lặng. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển. Câu gốc của bài học là: Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư? Giê-rê-mi chương 47, câu 6 đến câu 7 phần A. Câu hỏi suy ngẫm: những địa danh nào được kể trong phần Kinh Thánh này? Sự đoán phạt Đức Giê-hô-va dành cho dân Philistine là gì? Vì sao họ phải bị đoán phạt? Bạn học được gì về quyền tế trị của Đức Chúa Trời qua sự đoán phạt này? Kính thưa quý vị, tiếp theo lời đoán phạt cho nhà Ê-díp-tô là lời tiên tri về dân Philistine, đất nước ở phía tây Canaan. Hàng loạt những địa danh được nhắc đến đều phải nhận sự đoán phạt rất nghiêm khắc từ Đức Giê-hô-va như Gaza, Tyre, Sidon, Cù Lao Cáp-tô, Ách-ca-lôn. Những địa danh này nếu không phải là thành của người Philistine thì cũng là nơi có liên quan đến người Philistine và Phê-ni-si. Riêng Gaza được nhắc đến đầu tiên trong phần Kinh Thánh này là một trong năm thành của người Philistine. Theo Giô-suê chương 13 câu 3, Sa-mu-ên nhất chương 6 câu 17. Đây là chỗ ở của người Anakim, một giống người cao lớn lực lưỡng còn sót lại. Địa danh này thường được nhắc đến trong câu chuyện của quan xét Samson, nơi người Philistine đang chiếm đóng. Khi đối diện với những luồng sóng từ phương Bắc nhảy lên, chỉ vì đạo quân Babylon, thì hết thảy dân cư trong đất đều than thở, biết sự nguy biến đang diễn ra rất gần. Nhưng kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối. Theo câu 3, đây thực sự là thảm cảnh bao trùm toàn bộ đất nước. Lời mô tả của tiên tri Giê-rê-mi về xứ sở sau cơn đoán phạt thật kinh khủng và thảm sầu. Gaza đã trở nên chọc trọi. Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không. Câu 6 đưa ra một câu hỏi: Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng. Và câu 7 như một câu trả lời khẳng định Chúa sẽ làm thành mọi lời đoán phạt Ngài dành cho dân Philistine. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghĩ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển. Không phải tự nhiên mà người Philistine phải đón nhận hình phạt kinh khiếp như thế, nhưng vì dân này đã đối xử rất tàn ác với tuyển dân Israel, bức hiếp dân Chúa, bắt họ phải đi làm phu tù và bán họ cho Ê-đôm là điều đã được ký thuật trong sách A-mốt chương 1, từ câu 6 đến câu 8. Thật như điều Chúa đã hứa, Ngài sẽ bảo hộ dân Chúa như con ngươi của mắt Ngài.
Thi Thiên 17 câu 8. Sự an ninh tuyệt đối Chúa luôn dành cho những ai nương náu nơi bóng cánh toàn năng của Chúa. Ngày nay chúng ta vào hội thánh Chúa có thể đang đối diện với nhiều sự bất công, hài hiếp, nhưng hãy cứ vững lòng vì đấng cầm quyền tế trị trên thế giới này luôn thi hành sự công bình theo thời điểm của Ngài. Trong ngày của Chúa, mọi người, mọi dân trên đất chắc chắn sẽ phải nhận lấy án phạt về những tội lỗi mình đã vi phạm. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền uy, con tạ ơn Chúa về sự chăm sóc, bảo vệ Ngài dành cho những người yêu kính Ngài. Xin giúp con luôn yên nghỉ trong mọi lời Ngài đã hứa, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta nhận được sự khích lệ nào qua bài học hôm nay? Dù cho đối diện bất công, vẫn không nao núng, vẫn lòng theo Cha. Dù bao gian khó vượt qua, nương lời Chúa hứa, không xa, không rời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.